Em tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Kính chúc quý vị các bác các anh em chúng ta một ngày mới và một tuần mới vạn sự tốt lành. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong video clip ngày hôm nay thì em tiến vừa mới về được một số mặt hàng. Thì đối với mặt hàng hôm nay đáng lẽ nó có nhiều hơn và cũng có thể là làm clip từ sáng sớm cơ. Thế nhưng mà vừa mới hàng về thì có mấy con âm ni với lại mấy đôi loa thì đang định làm clip thì em Tiến cũng rất là may mắn là sáng nay vừa xong thì cũng được các bác đến và thấy và cũng ủng hộ bê hết rồi các bác nhá, bê được mấy thứ rồi. Thế là bây giờ mới có thời gian rảnh rảnh trong cái buổi tầm khoảng cơ 10 rưỡi thế này, bây giờ là 10 rưỡi 10 giờ 25 buổi sáng thì giờ em khách về rồi thì em mới có thời gian làm clip, còn một số hàng cho quý vị các bác anh em chúng ta là về mặt hàng trong clip ngày hôm nay. Thì em Tiến có giới thiệu tới toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta là em Tiến vừa mới về được thêm hai mẫu loa. Đó là một đôi loa Bose ở trên cùng. Tức là đôi Bose ở trên cùng, đó là đôi loa Bose 301 AV monitor. Và đôi loa ở dưới là đôi loa Bose 301 Sony 3 màu đen các bác nhé. Đấy. Giá em Tiến bán thì các bác anh em chúng ta khỏi phải nghĩ ngợi mà cũng khỏi phải lăn tăn. Bao giờ em cũng đảm bảo với quý vị các bác anh em chúng ta hàng chất lượng 100%. Và giá bao giờ cũng rẻ hơn thị trường cực kỳ là nhiều, chứ không phải là rẻ hơn 100-200 đâu các bác nhá, hay là một vài trăm đâu. Nó rẻ từ tiền triệu trở lên. Hàng đảm bảo cho quý vị các bác anh em chúng ta. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta, trong video này thì có em giới thiệu là hai đôi loa Bose, một là 301 AV monitor và một đôi là 301 Sony 3. Và một chiếc âm ni Jaguar model là PA203 Bala mã. Chiếc âm ni đó thì em đã tháo ốc ra rồi, tí đã xem cho quý vị các bác anh em chúng ta xem nội thất của âm ni, nó cực kỳ đẹp luôn nhá. Và có một bộ dây AV và một đôi loa JBL Control 5 các bác nhá, Control 5. Và bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta vào việc luôn. Thì những mẫu loa này thì đã em Tiến bán rất là nhiều rồi quý vị nhá. Ví dụ như là đôi loa Bose 301 AV monitor này thì em Tiến phân phối bán cho quý vị các bác anh em chúng ta rất là nhiều rồi, quá nhiều rồi, có quá nhiều video test rồi các bác nhá. Thì nói về dòng loa Bose 301 AV monitor này, nó được sản xuất tại Mỹ các bác nhá, sản xuất tại Mỹ, Birmingham, Mỹ. Và cái cấu trúc của dòng AV monitor thì nó là phiên bản cao cấp nhất các bác nhá, cao cấp nhất. Tức là nó có một cái phiên bản chịu đòn tốt nhất trong các dòng Bose đầu ba các bác nhá. Dòng Bose đầu ba. Giá trên thị trường thì giá con này nó cũng là thuộc dạng cao nhất. Nếu mà giá trên thị trường người ta bán ấy thì cũng nó cũng là cao nhất, cao hơn là 301 Sony 3 nhá. Và nó ngang ngửa với lại 4.2 Sony 2, nó ngang ngửa các bác nhá. Thì nói về dòng Bose 301 AV monitor này thì bên trong sử dụng cấu hình là củ từ Philips, cũng là củ từ Philips nhưng mà củ từ của nó là củ từ bọc các bác nhá, củ từ bọc. Đó, anh em phải hiểu. Và củ từ bọc thì cái tép của nó cũng là củ từ bọc này. Đó, thấy không? Anh em hiểu không? Thì cái xương củ từ bọc này nó là xương quân đội này. Và bên trong thì nó có tới 3 cái bóng đèn. Bên trong là có 3 cái bóng đèn. Thì nói về dòng Bose 301 AV monitor này thì nó chịu trưởng được. Em nói câu đấy, từ đây là chịu trưởng có nghĩa là khi chúng ta chơi mấy đẩy này hoặc chơi mấy âm ni, chúng ta hát hò nghe nhạc ở cái tầm độ là công suất lớn nhá, thì cái con AV này nó là cái con chịu tải được các bác nhá, chịu tải tốt nhất, nó chịu tải tốt nhất vì nó có thêm 3 bóng đèn nữa. Nhưng đồng thời thì nó sẽ lại khó ghép hơn con 301 Sony 3 này. Đấy, anh em phải hiểu ấy, nó có lợi thế và nó cũng có cái yếu thế. Bởi vì là lợi thế là nó chịu trưởng, nó chịu đòn được là 3 cái bóng đèn ở bên trong. Đấy. Và con AV đến đời Sony 3 này thì nó có 2 cái bóng đèn, thế nhưng nó lại dễ ghép hơn là 301 AV các bác nhá. Đấy. Cho cái giá thành thì nói chung là khó ghép, thì ở đây cái từ khó ghép của em đang đưa ra thì nó cũng không phải là khó ghép. Ví dụ các bác ghép với những con Jaguar này, những con âm ni đà lông như này, hoặc là vân vân và vân vân, thì có thiết bị 7 âm ni 7800 hay đà lâm còi còi cỏ cỏ là cho vào nó cũng chơi rồi các bác nhá. Dòng Bose mà nó ở cái tông công suất tức là từ 75, danh định công suất là lúc nào cũng ở cái chế độ là 75W. Đấy, các bác phải nên hiểu là nhỏ nhất là 75W và tương đương công suất
là lên tới bao nhiêu? 250W, đó là công suất max tối đa. Đấy nha, công suất tối đa chịu đòn hết cỡ, đó là công suất 250W ở trên mỗi một thân thùng loa. Còn lúc nào cũng phải đánh vào công suất là 75W. Điều này cho chúng ta thấy là chúng ta cần phải có một con âm ly 75W trở lên, chúng ta sẽ đánh được đôi loa bốt, các dòng bốt các bác nhá, các dòng bốt. Đấy là em nói như vậy. Và đến với hai mẫu loa này thì em sẽ báo giá luôn cho quý vị các bác anh em chúng ta. Với đôi loa bốt 301 AV monitor này, em Tiến đang có một cái giá bán là 11.500. Các bác thấy rẻ chưa ạ? Quá rẻ luôn, đúng không ạ? Giá quá rẻ luôn, 11.500. Và tiếp theo đến với mẫu loa bốt 301 Sony 3 thùng màu đen. Tất cả hàng em bao zin tuyệt đối cho quý vị các bác anh em chúng ta nhé. Và cái tuyến loa nó mỹ mãn, nó cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ như là đôi loa bốt 301 Sony 3 này thùng màu đen, em Tiến có giá bán là 10 triệu đồng các bác nha. 10 triệu đồng đôi loa này, và đôi loa AV là 11.500 các bác nha. Giá quá rẻ đúng không ạ? Và mời các anh em chúng ta hãy đến với tuyến loa, nó quá mỹ mãn và thật sự nói câu là chỉ có một từ thôi, nó là quá đẹp các bác nha. Quá đẹp, thật sự nói hàng tuyển chọn của em Tiến rồi các anh em chúng ta yên tâm, zin tuyệt đối nha anh em nhé. Và mời quý vị các anh em chúng ta rằng sau thì trong video này ấy, thì là em test đôi loa bốt 301 Sony 3 các bác nhá. 301 Sony 3 chúng ta đấy, nhà công suất đây là 75W này, lúc nào cũng là 75W nhá. Đấy, bất cứ một đôi loa bốt nào cũng vậy, trở kháng 8 ohm. Và đấy, con này thì được sản xuất ở Mexico nhá, sản xuất ở Mexico. Và con bốt 301 AV monitor này đó, chúng ta thấy là bên này có cái tem là 857, không biết tem bên kia là bao nhiêu. Bên kia là 379. À, con này là không trùng sơ di. À, con dưới này trùng sơ di. Con này trùng sơ di này. À, con trên là không trùng sơ di các bác nhá. Nó được sản xuất tại Birmingham, Mỹ, trở kháng 8 ohm. Công suất này em đọc cho quý vị các bác anh em chúng ta này. Đấy, mỹ mãn chưa? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn anh em nhá. Đấy. Thì chúng ta nghe đôi loa trong video này, em test đôi loa bốt 301 Sony 3. Thì chúng ta nghe cũng giống như là nó giống hao hao giống nhau như là cái đôi loa bốt AV ở trên thôi. Và các anh em chúng ta muốn thẩm âm loa bốt 301 AV thì chúng ta hãy tìm lại clip của em Tiến. Em Tiến có rất nhiều hàng bán AV này. Và bây giờ là đến phần giới thiệu về con âm ly. Con âm ly Jaguar model là PA203 ba la mã. Các bác không biết là cái ý thích của các bác như thế nào, thế nhưng mà riêng em Tiến thì em Tiến cực thích cái chế độ eco hát karaoke của con ba la mã này. Thật sự mà nói như vậy, em Tiến cực kỳ thích cái eco của con này luôn. Đấy các bác nhá. Thì con này có vài thêm được bộ dây AV Mỹ này. Đấy, tí em sẽ báo giá. Cái dây AV này nó dài tầm khoảng cơ độ hơn 1 mét, em nghĩ tầm 1,5 mét đấy. Thì cái dây AV này nhá. Đấy, rất là to, chắc chắn dây Mỹ, đầu đúc nguyên khối nhá. Thì em sẽ báo giá cho các bác vì nó có bộ dây ở ngay cái đầu kia nữa. Thì đây là một nội thất của con Omni PA 203 ba la mã. Em sẽ soi kỹ cho quý vị các bác anh em chúng ta thấy là cái độ đẹp của con này. Chúng ta thấy là các cái chân rắc, cái chân của lút Omni này nó vàng óng luôn, anh em thấy là vàng óng. Đây là hơi cũng quay là ngược ánh sáng, là hơi thiếu ánh sáng nhá. Còn nó các cái vỉ màu này vàng khè một màu các bác nhá, vàng khè một màu ấy, đẹp chưa ạ? Quá đẹp luôn. Nó chạy 4 con sò than JK các bác nhá, chạy 4 sò than JK và nguồn này các bác đấy này, sáng quắc luôn. Đây là một con âm ly có thể nói là độ đẹp cực kỳ hiếm, nói về độ đẹp ấy cực kỳ hiếm. Chúng ta rất ít gặp và rất hiếm gặp những con âm ly mà PA 203 ba la mã mà nó đẹp như này, mà nó đều như này, cực kỳ đẹp. Con này được sản xuất vào năm 1999 nhá. Sản xuất vào năm 1999. Đấy, thì em chỉ quay các cái vỉ của nó thôi. Các bác thấy là nó vàng chóe luôn. Đây là quay ngược ánh sáng nhá. Để em quay như này thì các bác thấy. Thì em sẽ quay cái máy quay ra các bác còn nhìn đẹp nữa. Đấy. Rồi. Như này, đẹp sáng choang luôn. Các cái chân rắc của nó. Đây, quay thế này này. Ánh sáng nó vào nó sáng hơn này. Đấy, các bác thấy không? Sáng hơn ạ. Đấy. Đấy, quá đẹp đúng không ạ? Quá sáng và quá đẹp luôn nhá. Thì nói về con âm ly Jaguar PA 203 ba la mã này thì chúng ta thấy là cái mặt đó này,
đẹp hết nước chấm luôn nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, không tì vết luôn. Anh em thấy là cực đẹp nha. Đấy, rất đẹp. Đấy, kiếm được con Omni này thì hiếm lắm anh em nhá, đẹp như này hiếm lắm. Đấy. Thì con Omni này độ đẹp như thế này thì em Tiến đang có giá bán là 7,2 triệu các bác nhá. Giá bán là 7,2 triệu. Quan trọng là cái vỉ eco, em nói giới thiệu thêm về cái vỉ eco của con Bang này thì nó lại xài chung với, nó dùng chung với lại cái biến thể là Omni Jaguar PA506. Nó dùng chung với lại con cùng đời với con 506N. Thì nói một câu này chia sẻ cho anh em nhé. Chúng ta chỉ cần tháo một cái vỉ này ra thôi và tháo một cái vỉ eco của con 203 mã này, chúng ta bán đi đâu cũng được 3 triệu. Anh em nhé. Cái vỉ eco này, vỉ thứ ba này, anh em cứ tháo cái vỉ này ra, anh em bán đi đâu cũng được 3 triệu, mà bán 3 triệu còn không có hàng để mà bán. Đấy em nói thật. Bởi vì người ta cần những cái vỉ đó để người ta thi thoảng người ta nhập hàng bãi và gặp những con Omni 506 và mà nó bị cháy cái vỉ, lỗi cái vỉ đó ấy. Người ta cần, rất cần những con này để mà người ta rút ra xong người ta cho vào đó. Đây là em chia sẻ cái điều để cho anh em chúng ta nắm bắt được nhá. Rồi ok, con này 7,2 triệu nhá. Và Omni Đờ Lông PMA 1500G có giá 8,6 triệu anh em nhá. Và loa thì em đã báo rồi, AV Bot 3 AV Monitor là có giá là 11,5 triệu nhá. Và để một Sony 3 có giá là đi 10 triệu. Và đôi JBL Control 5 nhá, có giá là 3 triệu đồng nhá. Đẹp xuất sắc luôn anh em. Cực kỳ đẹp, hàng chưa về, chưa hề lau chùi một chùi lau chùi một tí nào luôn. Cực kỳ đẹp. Anh em, zin từ Anet luôn nhá. Thay gân rồi nhá. Anh em thay gân rồi, dòng này thay gân hết. Đấy, kiếm một cái màu thùng như này thì anh em hiếm lắm. Đấy, hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Màu thùng zin nguyên bản này. Đấy, đẹp cực kỳ đẹp luôn nhá. 3 triệu đồng anh em nhá. Và anh em làm hỗ trợ làm đời rất hay, dòng Control 5 nó nổi tiếng rồi anh em nhá. Đấy, rất là hay. Và đây là sợi dây AB anh em nhé. Các bác nhé, sợi dây AB này xem nào, em sẽ ước tính đo thử xem. Đây này, dây của Mỹ nha anh em nhé, dây của Mỹ nha. Đầu đồng đúc nguyên khối nha. Dòng này cắm cực kỳ chắc và chống nhiễu cực kỳ tốt. Dây rất là to. Thì cái dây này nó rơi vào tầm khoảng, xem là gạch của em là gạch 50, em đo gạch biết ngay. Cái này nó dài 1m2 anh em nhá. 1m2. Dài 1m2. Đấy, chiều dài của nó là 1m2. Đấy, anh em có nhu cầu muốn sở hữu cặp dây AV này thì em Ba Tiến đang có cái giá bán là 750.000 nhá. 750.000 anh em ạ. Đấy, 750.000, chúng ta ăn bao nhiêu hết nhá. Chúng ta hãy bỏ ra số tiền ra là 750.000, chúng ta mua lấy một sợi dây AV và chúng ta dùng trong bộ dàn chúng ta, nó khi chúng ta cắm vào cảm thấy âm thanh nó khác luôn anh em nhé. Còn trong clip và video clip ngày hôm nay ấy, thì là có cái nguồn phát đó là chiếc đầu Đờ Lông QS10 3 mã anh em nhé. Thì bây giờ thì em con đầu Đờ Lông này em không báo giá, là sở dĩ là con này là em bán rồi nhé, bán rồi nên là không báo giá cho anh em nhé. Thì bây giờ mời anh em cùng lắng nghe âm thanh này. Em đang đánh với con Omni Jaguar PA 203 3 mã các bác nha. Căn nhà xinh có hoa thơm cháy, gần kề lối xóm có cô bạn thân sống hôm lâu xanh nề. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương buồn, biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi.
nào còn những phút hái hoa vương trăng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai. Vui xa anh sang phố phường, xa người em nhỏ lên đường phòng trưng. Là chính nhân tôi bạn với sân hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tồn thờ và yêu không bên. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tắm trang vàng mà dạo không thấy tìm em. Giờ tìm ở đâu sao không gắn đời chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió biển sao nàng vui dân. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương sẽ nát con tim. Em ơi trái đất vẫn chờ.